Mở lọc vòng Loan xin kính chào quý viện. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lọc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2024. Loan Lọc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, cảm ơn quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Dữ liệu mới từ CDC cho thấy béo phì ở Hoa Kỳ giảm nhẹ. Bệnh viện ở Pennsylvania bồi thường 65 triệu đô la cho bệnh nhân ung thư bị tinh tặc tung hình khỏa thân Alabama treo thưởng 100.000 đô la tìm những kẻ xả súng hàng loạt ở Birmingham. California thông qua dự luật cấm hoặc hạn chế điện thoại thông minh trong trường học. Florida báo động cơn bão, tình trạng khẩn cấp tại 41 trong số 67 quận của tiểu bang. Thành phố Phoenix, Arizona nóng kỷ lục, 113 ngày liên tiếp, nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F. Đệ nhất phu nhân Joe Biden thông báo kế hoạch nghiên cứu sức khỏe phụ nữ trị giá 500 triệu đô la, trong khi tổng thống Joe Biden được trao giải thưởng của Bill Clinton năm 2024. Cựu tổng thống Donald Trump hứa trong cuộc vận động ở Pennsylvania, các bạn sẽ an toàn vì tôi sẽ bảo vệ. Cựu tổng thống hợp với nông dân, hứa nếu tái đắc cử, cuộc gọi đầu tiên của ông là cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải giữ lời hứa mua 50 tỷ đô la nông sản Hoa Kỳ. Sở mật vụ gia tăng an ninh cho cựu tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ sẽ trao 123 triệu đô la tài trợ cho Polar Semiconductor LLC, mở rộng nhà máy sản xuất chip của công ty tại Minnesota. Báo cáo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nghiên cứu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã giúp Trung Quốc thúc đẩy kỹ thuật quân sự. Giới chức tình báo Hoa Kỳ cho biết, Nga làm nhiều nội dung AI nhất để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Tòa Bạch Ốc kêu gọi công dân Hoa Kỳ hãy rời Lebanon ngay Tổng thống Joe Biden kêu Israel đừng dỗ bơm trúng công dân Hoa Kỳ ở Lebanon. Sóng thần ập vào Nhật Bản sau trận động đất tại Thái Bình Dương. Thái Lan chính thức ban hành luật hôn nhân đồng giới. Hỏa tiễn Trung Quốc chạy bằng dầu lửa hạ cánh bất thành. Tân Việt Nam, người bạn ẩn danh ở Hoa Kỳ muốn cho bà Trương Mỹ Lan mượn tiền trả nợ. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, dữ liệu mới từ CDC cho thấy béo phì ở Hoa Kỳ giảm nhẹ. Khoảng 40% những người trưởng thành tại Hoa Kỳ bị béo phì, theo dữ liệu mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố. Đây là cột mốc đầu tiên sau hơn một thập niên, tỷ lệ béo phì tại Hoa Kỳ giảm nhẹ, theo kết quả thu được từ cuộc khảo sát sức khỏe quốc gia do chính phủ liên bang thực hiện, theo CBS. Số liệu được công bố trong một phút trình mới do Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia NCHS trực thuộc CDC thực hiện, phân tích dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát, kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia kéo dài hàng thập niên trên toàn Hoa Kỳ do CDC dẫn đầu. Năm 2000, chiến dịch khảo sát ước tính rằng có khoảng 30% người trưởng thành bị béo phì, tức là khi chỉ số khối cơ thể BMI lớn hơn hoặc bằng 30%. Tới năm 2020, CDC ước tính tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tăng lên 41,9%. Tình trạng tăng cân là một vấn đề sức khỏe lớn, Hiện nay thì CDC ước tính rằng có khoảng 40,3% người trưởng thành bị béo phì khi xem xét dữ liệu khảo sát từ năm 2021 tới năm 2023. Mặc dù khác biệt từ năm 2020 đến năm 2023 quá nhỏ để ghi nhận là mức giảm đáng kể khi nói tới số liệu thống kê, nhưng mức giảm khiêm tốn này lại ngắt quãng tỷ lệ gia tăng gần như hàng năm tính từ năm 2011. Người trưởng thành từ 40 tới 59 tuổi vẫn là độ tuổi có tỷ lệ béo phì cao nhất với 46,4%, những người từ 20 đến 39 tuổi thấp nhất là 35,5%. Khảo sát do CDC dẫn đầu cũng phát giác rằng tỷ lệ béo phì nghiêm trọng tiếp tục gia tăng khi quan sát theo độ tuổi, tỷ lệ người trưởng thành có chỉ số BMI lớn hơn hoặc bằng 40 tăng từ 7,7% lên 9,4%. Những người béo phì nghiêm trọng có nguy cơ bị bệnh liên quan đến tăng cân nhiều nhất, bao gồm có bệnh tim và bệnh tiểu đường, Viện Y tế Quốc gia NIH đã cảnh báo. Bệnh viện ở Pennsylvania bồi thường 65 triệu đô la cho bệnh nhân ung thư bị tinh tặc tung hình khỏa thân. Một hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Pennsylvania trong tháng này đã phải đồng ý dàn xếp bồi thường 65 triệu đô la cho các nạn nhân của vụ tấn công mạng vào tháng 2 năm 2023 sau khi tin tặc tung hình ảnh khỏa thân của bệnh nhân ung thư lên mạng. Vụ kiện được đưa lên tòa thay mặt cho một người phụ nữ Pennsylvania và những bệnh nhân khác có hình khỏa thân bị đăng trên mạng, cáo buộc mạng lưới y tế Lehigh Valley phải chịu trách nhiệm về sự xấu hổ và nhục nhã mà họ đã gây ra cho các nguyên đơn. Theo vụ kiện, một nhóm tin tặc vào năm ngoái đã xâm nhập và đánh cắp hình ảnh khỏa thân của các bệnh nhân ung thư từ Lehigh. Công ty y tế có 15 bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe ở miền đông Pennsylvania. Tin tặc yêu cầu tiền chuộc và khi bị từ chối trả tiền, bọn chúng đã rò rỉ những hình ảnh đó lên mạng. Theo source Mangoluzi Bendeski, công ty đại diện nguyên đơn, đây là vụ dàn xếp lớn nhất về mặt bồi thường cho nạn nhân tấn công mạng là bệnh nhân. Thỏa thuận dàn xếp đang chờ tòa chấp thuận là lời cảnh cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn khác của Hoa Kỳ rằng hồ sơ bệnh nhân nhạy cảm nhất mà họ nắm giữ có giá trị to lớn đối với cả tinh tặc và chính bệnh nhân. 80% trong số tiền bồi thường 65 triệu đô la được dành cho những nạn nhân có hình khỏa thân bị tung lên mạng. Alabama treo thưởng 100.000 đô la tìm những kẻ xả súng hàng loạt ở Birmingham. Phần thứ hiện nay đã lên tới 100.000 đô la cho ai có thể chỉ điểm giúp cảnh sát bắt giữ những kẻ sát nhân cầm đầu vụ xả súng hàng loạt ở Birmingham, Alabama. Cảnh sát truy nã nhiều tay súng vì sát hại 4 người và làm 17 người khác bị thương bên ngoài một hộp đêm ở khu giải trí Five Point South trong đêm thứ Bảy 21 tháng 9, theo ABC. Năm trong số các nạn nhân bị thương vẫn đang nằm bệnh viện vào ngày thứ hai, cảnh sát trưởng của Birmingham Scott Turman, đã cho biết tại cuộc họp báo. Các nhà điều tra nhận được rất nhiều lời chỉ điểm nhưng đang yêu cầu công chúng tiếp tục giúp đỡ. Cơ quan điều tra FBI trao phần thưởng 50.000 đô la cho ai có thể chỉ điểm giúp cơ quan thực thi công lực bắt giữ và kết án những tay súng. Đặc vụ đảm trách văn phòng FBI ở Birmingham, Carlton Peoples đã loan báo tại cuộc họp báo vào ngày thứ hai. Frank Bearfield, chủ tịch của Tổ chức Bất vụ lợi Phòng chống tội phạm đô thị Alabama, công bố 50.000 đô la tiền thưởng lớn nhất từ trước tới nay. Cảnh sát trưởng nói đôi lời với những tay súng chưa lộ diện, chúng tôi sẽ truy đuổi và bắt giữ các người tới cùng. Cảnh sát cho biết những kẻ xả súng được cho là nhắm ít nhất vào một người tại nơi xảy ra vụ nổ súng, các nhà điều tra tin rằng những khẩu súng dùng làm hung khí được chuyển đổi thành súng hoàn toàn tự động. Truman đã nói với ABC News vào ngày Chủ nhật, việc để cho súng ống tự động hoàn toàn xuất hiện trên đường phố là không thể chấp nhận được. Ông cho biết vào ngày thứ hai, Gabriel Aslami, nạn nhân bị trúng đạn, cho biết ông đang rồng rắn xếp hàng bên ngoài để chờ vào hộp đêm thì nghe tiếng súng vang lên. Sát người la liệt trên đường, khói bốc ra từ súng dày đặc. Aslami đã nói với abc news mô tả cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị california thông qua dự luật cấm hoặc hạn chế điện thoại thông minh trong trường học Ngày thứ Hai 23 tháng 9, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký ban hành đạo luật mới yêu cầu các trường học phải hạn chế hoặc cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường. Quyết định này được đưa ra khi ngày càng có nhiều người lo ngại việc sử dụng điện thoại quá mức có thể ảnh hưởng đến tâm thần và việc học của học sinh, theo Reuters. Theo tạp chí Education Week, năm nay đã có 13 tiểu bang khác cũng đã ban hành luật tương tự hoặc khuyến khích các nhà giáo địa phương tự đưa ra biện pháp cấm hạn chế việc sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường. Trước đó, Florida là tiểu bang đầu tiên ra luật cấm điện thoại trong lớp học kể từ năm 2023. Với gần 5 triệu 900 ngàn học sinh đang theo học tại các trường công lập, California đã theo bước Los Angeles hồi đầu tháng 6. Los Angeles đã cấm 429.000 học sinh trong quận sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. Cũng trong tháng 6, Tổng y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murthy đã đề nghị các nền tảng mạng xã hội cần gắn nhãn cảnh báo về nguy cơ sức khỏe tâm thần, giống như các nhãn cảnh báo nguy cơ về sức khỏe trên các bao thuốc lá. Florida báo động cơn bão, tình trạng khẩn cấp tại 41 trong số 67 quận của tiểu bang. Thành phố Phoenix, Arizona nóng kỷ lục 113 ngày liên tiếp nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F. Một cơn bão đang giai đoạn đầu ở phía tây của biển Caribe ngoài khơi bờ biển Honduras hiện là một khối bão hỗn loạn, được gọi là bão nhiệt đới. Các nhà dự đoán cho biết nó có thể đánh vào Florida vào cuối tuần này với tên gọi là bão Helen. Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 41 trong số 67 quận của tiểu bang vào ngày hôm qua. Các nhà dự đoán cũng cho biết cơn bão có thể đánh vào Florida sớm nhất là tối ngày thứ Năm. Văn phòng Tallahassee của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trong một bài đăng trên S rằng cơn bão có thể trở thành một cơn bão lớn trước khi đánh dọc theo bờ biển phía đông bắc vùng Vịnh. Đây sẽ là một hệ thống lớn và ảnh hưởng sẽ lan xa ra khỏi tâm bão. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona đã có tổng cộng 113 ngày liên tiếp, nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F là khoảng 38 độ C. Thành phố Phoenix cũng là thành phố đông dân thứ năm tại Hoa Kỳ đã phá vỡ kỷ lục về đợt nắng nóng trước đó. 76 ngày liên tiếp, nhiệt độ trên 100 độ F được thấy vào năm 1993, theo dữ liệu của NWS. Mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục một lần nữa, tờ Arizona Republic đưa tin vào đầu tháng này, nắng nóng đã gây hậu quả tàn khốc cho cư dân tiểu bang Arizona Nắng nóng cũng là nguyên nhân gây tử vong cho ít nhất là 256 người cho đến nay trong năm nay, theo hồ sơ y tế công cộng của quận Maricopa. Có 393 trường hợp tử vong khác liên quan đến nắng nóng vẫn đang được điều tra. NWS đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao mới cho Phoenix và khu vực xung quanh vào ngày thứ hai, cảnh báo nhiệt độ cao lên tới 110 độ F là khoảng 43 độ C cho đến ít nhất là ngày thứ bảy, ngày 28 tháng 9. Đệ nhất phu nhân Joe Biden thông báo kế hoạch nghiên cứu sức khỏe phụ nữ trị giá 500 triệu đô la, trong khi tổng thống Joe Biden được trao giải thưởng của Bill Clinton năm 2024. Đệ nhất phu nhân Joe Biden vào ngày thứ hai đã công bố một loạt hành động mới nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe phụ nữ mà phụ nữ tại Hoa Kỳ phải đối mặt, bao gồm các kế hoạch chi ít nhất là 500 triệu đô la hàng năm cho nghiên cứu sức khỏe phụ nữ. Joe Biden đã đưa ra thông báo tại cuộc họp thường niên của sáng kiến toàn thế giới Clinton năm nay tại New York, ngay trước khi tổ chức này vinh danh tổng thống Joe Biden với giải thưởng công dân toàn thế giới Clinton năm 2024, là 2024 Clinton Global Citizen Award. Ông Biden đã cung cấp một cẩm nang để hoàn thành mọi việc. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã phát biểu khi trao giải thưởng. Hôm nay, chúng ta vinh danh ông Biden không chỉ là những gì ông đã đạt được mà còn là cách ông Biden đã làm. Tổng thống Biden đứng cạnh vợ mình, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Phó Chủ tịch Quỹ Clinton là cô Chelsea Clinton đã nói thông báo của Joe Biden là một trong những thông báo quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Khoản chi tiêu bổ sung của chính phủ chủ yếu đến từ Bộ Quốc phòng, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho khoảng 230.000 phụ nữ quân nhân đang tại ngũ và gần 2 triệu quân nhân đã về hưu, cũng như những người trong gia đình của họ. Nghiên cứu sẽ tập trung vào lý do tại sao những người phụ nữ này gặp phải những rối loạn nội tiết, huyết học, và các rối loạn liên quan đến miễn dịch khác thường xuyên gấp đôi so với nam giới. Một thay đổi khác có hiệu lực vào tuần tới, với chính sách mới bao gồm sức khỏe của phụ nữ ở mọi bước của nghiên cứu do chương trình nghiên cứu y khoa do Quốc hội tài trợ. Chương trình này đã tài trợ khoảng 751 khoản tài trợ vào năm ngoái để nghiên cứu các bệnh Alzheimer, bệnh đa xơ cứng, bệnh lupus, chấn thương chỉnh hình và cơ xương và nhiều loại ung thư khác nhau. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa trong cuộc vận động ở Pennsylvania: Các bạn sẽ an toàn vì tôi sẽ bảo vệ. Cựu tổng thống hợp với nông dân, hứa nếu tái đắc cử, cuộc gọi đầu tiên của ông là cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải giữ lời hứa mua 50 tỷ đô la nông sản Hoa Kỳ. Các bạn sẽ không còn bị bỏ rơi cô đơn hay sợ hãi nữa, cựu tổng thống Trump đã nói với những người tham gia cuộc vận động tranh cử ở Indiana, Pennsylvania các bạn sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa không còn lo lắng về mọi vấn đề mà quốc gia chúng ta đang gặp phải ngày hôm nay các bạn sẽ được bảo vệ và tôi sẽ là người bảo vệ các bạn cựu tổng thống trump nói và cam kết bảo vệ các cử tri phụ nữ bằng cách làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn Thật đáng buồn, phụ nữ nghèo hơn so với 4 năm trước, kém khỏe mạnh hơn so với 4 năm trước, kém an toàn trên đường phố hơn so với 4 năm trước, phải trả giá cao hơn nhiều cho các mặt hàng tạp hóa. Cựu Tổng thống lưu ý đồng thời nói thêm rằng, phụ nữ căng thẳng và chán nản hơn so với thời ông còn tại nhiệm. Tại cuộc họp bàn tròn về chính sách do sáng kiến bảo vệ nước Mỹ, Protecting America Initiative tổ chức, cựu tổng thống đã nghe những người nông dân, nêu ra những thách thức đối với doanh nghiệp của họ như chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao. Cựu Tổng thống Donald Trump nói, tôi yêu những người nông dân, tôi rất thoải mái với những người nông dân, tôi cảm thấy mình hiểu rõ doanh nghiệp của các bạn, nhưng tôi chưa cày nhiều như các bạn, nhưng tôi hiểu rất rõ doanh nghiệp của các bạn. Chúng ta đã có một mối quan hệ tuyệt vời, tôi luôn giành chiến thắng với những người nông dân, và đó là vì tôi đã đưa ra những lời hứa và tôi đã thực hiện. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng nếu ông tái đắc cử, Cuộc gọi đầu tiên của ông là sẽ tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để yêu cầu ông Tập tôn trọng thỏa thuận mà cựu tổng thống cho biết họ đã đạt được trong đó. Trung Quốc đã đồng ý mua 50 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Sở mật vụ gia tăng an ninh cho cựu tổng thống Donald Trump Vành đai an ninh bảo vệ cựu tổng thống Trump tiếp tục được siết chặt, một viên chức sở mật vụ cho biết ngày thứ Hai 23 tháng 9 sau khi một vụ ám sát dường như là nhắm vào cựu tổng thống Trump xảy ra trong một cuộc vận động tranh cử vào hai tháng trước theo ABC. Do những diễn biến trong thời gian gần đây, Sở Mật vụ cần phải bảo vệ cựu tổng thống nghiêm ngặt hơn. Viên chức Sở Mật vụ cho biết, các biện pháp an ninh mới được áp dụng từ ngày thứ hai lúc cựu tổng thống Trump bước xuống phi cơ ở Pennsylvania là có một sĩ quan mật vụ theo sát từ đằng sau. An ninh được gia tăng nghiêm ngặt sau một rắc rối xảy ra tại sân golf của cựu tổng thống ở West Palm Beach, Florida. Hạ viện cũng đã đồng ý bỏ phiếu để gia tăng sự bảo vệ cho tất cả các ứng cử viên tổng thống. Hoa Kỳ sẽ trao 123 triệu đô la tài trợ cho Polar Semiconductor LLC, mở rộng nhà máy sản xuất chip của công ty tại Minnesota. Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm nay rằng sẽ trao cho Polar Semiconductor LLC số tiền lên tới 123 triệu đô la tài trợ trực tiếp để hiện đại hóa và mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Minnesota. Khoản tiền này là khoản tài trợ đầu tiên theo ưu đãi của Đạo luật Chips dành cho các nhà sản xuất chất bán dẫn. Polar đã công bố dự án vào tháng 5, ước tính tổng chi phí là 525 triệu đô la cho biết dự án sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất tấm bán dẫn 200 mm semiconductor wafers lên gần 40.000 tấm mỗi tháng, bổ sung thêm khả năng tự động và AI mới, đồng thời tạo ra hơn 160 việc làm. Khoản đầu tư của chính quyền vào Polar tạo ra một xưởng đúc mới do Hoa Kỳ sở hữu để sản xuất chất bán dẫn, cảm biến và điện, đồng thời hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở của Polar tại Minnesota, gia tăng an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta, củng cố chuỗi cung ứng của chúng ta và tạo ra việc làm có chất lượng, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết. Báo cáo của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nghiên cứu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã giúp Trung Quốc thúc đẩy kỹ thuật quân sự. Ban giao cộng tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại các trường đại học trong thập niên qua đã cho phép hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ của liên bang giúp đỡ Trung Quốc phát triển kỹ nghệ quan trọng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, những đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội khẳng định trong báo cáo mới. Báo cáo cho rằng tiền thuế của Hoa Kỳ đã đóng góp vào sự tiến bộ kỹ thuật và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ làm việc với các đồng nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực như vũ khí siêu thanh trí tuệ nhân tạo, kỹ nghệ nguyên tử và kỹ thuật bán dẫn. Báo cáo được công bố ngày 23 tháng 9 bởi những đảng viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động của Hạ viện đã nêu lên những lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia của các hoạt động cộng tác khoa học từng được ca ngợi. Báo cáo kêu gọi các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và thực thi mạnh mẽ hơn các ủy ban đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài một năm về vai trò của việc giáo dục đại học trong sự cạnh tranh kinh tế với trung quốc đặc biệt là về kỹ thuật mặc dù các trường đại học ở hoa kỳ không tham gia vào các dự án nghiên cứu bí mật nhưng công trình của họ thường nằm trong số những dự án tốt nhất trên thế giới có thể biến thành năng lực quân sự Báo cáo vào ngày 23 tháng 9 đã xác định khoảng 8.800 ấn phẩm liên quan đến các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ nhận được tài trợ từ Bộ Quốc phòng hoặc Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ làm việc với các nhà nghiên cứu Trung Quốc, mà nhiều người trong số họ có liên kết với cơ sở nghiên cứu quốc phòng và kỹ thuật của Trung Quốc. Báo cáo cũng nói rằng nghiên cứu như vậy cung cấp lối vào cửa sau vào chính quốc gia đối thủ ngoại quốc, mà những khả năng này là rất cần thiết để chống lại sự hung hăng của họ. Cuộc điều tra của Hạ viện cũng đã đánh dấu điều được mô tả là các viện nghiên cứu chung có vấn đề giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà báo cáo cho biết che giấu một hệ thống tinh vi để chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn quan trọng của Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Báo cáo cũng cho biết thêm, thông qua các viện đó, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học Hoa Kỳ, bao gồm cả những người tiến hành nghiên cứu do liên bang tài trợ, đã đến Trung Quốc để làm việc và tư vấn cho các học giả Trung Quốc và đào tạo sinh viên Trung Quốc. Trong tháng này, Hạ viện Hoa Kỳ đã phê duyệt khoảng 20 dự luật liên quan tới Trung Quốc với mục tiêu rõ ràng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật. Các dự luật này vốn cần được thượng viện thông qua, tìm cách cấm phi cơ không người lái do Trung Quốc sản xuất, hạn chế các công ty kỹ nghệ sinh học có liên quan với Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ, cắt đứt việc truy cập từ xa của Trung Quốc vào các chip máy vi tính tân tiến của Hoa Kỳ. Các biện pháp khác bao gồm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các trường đại học Hoa Kỳ và khôi phục chương trình của chính quyền tiền nhiệm nhằm xóa bỏ hành động do thám và ăn cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Hoa Kỳ. Giới chức tình báo Hoa Kỳ cho biết, Nga làm nhiều nội dung AI nhất để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Một viên chức tình báo đã nói vào ngày thứ Hai 23 tháng 9 rằng Nga tạo ra số lượng nội dung AI để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống nhiều hơn bất cứ thế lực ngoại quốc nào khác viên chức thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ODNI đã phát biểu với điều kiện giấu tên trong một cuộc họp báo với các ký giả về việc Nga và các quốc gia khác bị xem là sử dụng AI để làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Nội dung AI do Nga sản xuất ăn nhập với những cố gắng rộng lớn hơn của Nga nhằm thúc đẩy gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thông qua các luận điệu có tính âm mưu nga lâu nay vẫn phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử của hoa kỳ viên chức odni nói nga tạo ra các số lượng nội dung ai gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử nhưng không cung cấp số liệu về lượng nội dung ai mà nga đã sản xuất nhìn chung nga là một bên có mức độ tinh vi hơn nhiều trong việc gây ra ảnh hưởng Viên chức này nhận xét đồng thời nói thêm rằng Nga hiểu rõ hơn các đối thủ khác của Hoa Kỳ về cách thức cuộc bầu cử Hoa Kỳ diễn ra và các tiểu bang cần nhắm mục tiêu trong các hành động gây ảnh hưởng của Nga. Vì viên chức cũng cho hay Trung Quốc đã sử dụng nội dung AI để cố gắng gây ảnh hưởng đến cách mọi người trên toàn thế giới nhìn nhận về Trung Quốc, nhưng không phải để thay đổi kết quả bầu cử Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn chưa thấy Trung Quốc sử dụng AI cho bất cứ hoạt động cụ thể nào nhắm vào kết quả bầu cử của Hoa Kỳ. Các bên gây ảnh hưởng của Iran đã sử dụng AI để giúp tạo ra bài đăng trên mạng xã hội và viết các bài báo không rõ nguồn gốc cho các trang web tự nhận là trang tin tức đích thực. Vị viên chức đã nói, các bên gây ảnh hưởng của Iran tạo ra các nội dung bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhắm mục tiêu vào cử tri Hoa Kỳ trên toàn bộ địa hạt chính trị về các vấn đề gây chia rẽ như Israel và cuộc xung đột Gaza và bàn về các ứng cư viên tổng thống. Tòa Bạch Ốc kêu gọi công dân Hoa Kỳ hãy rời Lebanon ngay tổng thống joe biden kêu israel đừng dỗ bơm trúng công dân hoa kỳ ở lebanon Tổng thống Joe Biden yêu cầu Israel đừng dội bơm trúng công dân Hoa Kỳ ở Lebanon. Chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc với Israel vào cuối tuần và kêu gọi bảo đảm an toàn cho công dân Hoa Kỳ ở Lebanon trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hezbollah, khi một cuộc di tản đang đến gần. Theo hai nhà chức trách của Israel và một, nhà chức trách Hoa Kỳ đã nói chuyện với Axios vào ngày thứ hai. Hàng ngàn công dân Hoa Kỳ đang sống ở Lebanon và tình trạng bạo lực căng thẳng có thể đòi hỏi phải có phản ứng quân sự trước đó ngũ giác đài đã thông báo sẽ khai triển một số lượng nhỏ quân nhân bổ sung tại trung đông cố vấn truyền thông an ninh quốc gia tòa bạch ốc john kirby cho biết vào ngày hôm nay rằng công dân hoa kỳ nên rời khỏi lebanon trong khi vẫn còn có thể đi lại thương mại khi cuộc chiến giữa israel và lebanon đang căng thẳng Ông Kirby cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đàm phán với Israel để tìm ra giải pháp ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc chiến, nhưng sẽ tiếp tục bảo đảm rằng Israel có thể tự vệ. Sống thần ập vào Nhật Bản sau trận động đất tại Thái Bình Dương Sóng thần đánh vào Nhật Bản vào sáng ngày 24 tháng 9, đại NHK đưa tin ngọn sóng thần cao 50cm đã được thấy tại đảo Hachio và sóng thần cao 10cm ở đảo Miyaki. Sở khí tượng Nhật Bản JMA đã phát cảnh báo sóng thần cho quần đảo Aizu và quần đảo Ogasawara đều ở khu vực đông nam của Nhật Bản sau trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra tại Thái Bình Dương vào khoảng 8 giờ sáng. Nhật Bản đã dự báo sóng thần cao 1 mét có thể đánh vào các khu vực ven biển và kêu gọi người dân tránh xa vùng bờ biển cửa sông. Tuần Duyên của Nhật Bản đã phát cảnh báo cho tàu thuyền trong khu vực, kêu gọi người dân chú ý theo dõi những tin tức mới nhất từ JMA. Cảnh sát tại những địa phương đã nhận cảnh báo sóng thần đang tuần tra gần bờ biển và kêu gọi mọi người hãy cảnh giác. Hiện chưa nhận thấy những thiệt hại nào. Hai quần đảo Izu và Ogasawara có hơn một chục đảo nhỏ có người ở với tổng dân số là khoảng 24.000 người tính đến năm 2023. Reuters dẫn dữ liệu của chính quyền Tokyo cho hay. Thái Lan chính thức ban hành luật hôn nhân đồng giới Hoàng gia Thái Lan đã phê chuẩn luật hôn nhân đồng giới sau khi Thượng viện và Hạ viện thông qua luật này trước đây. Nhà vua Thái Lan Maha Variza Longkorn đã ký ban hành luật hôn nhân đồng giới theo thông báo của Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 24 tháng 9. Luật này đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 6 với tỷ lệ 130 phiếu thuận và 4 phiếu chống sau khi Hạ viện cũng đã thông qua sau khi vua Maha Vajiralongkorn ký ban hành và được đăng trên công báo hoàng gia, luật sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 120 ngày nữa, đồng nghĩa người đồng giới có thể làm hôn thú từ tháng 1 năm 2025. Luật mới thay đổi những từ liên quan đến đàn ông, phụ nữ, chồng và vợ trong luật hôn nhân thành các thuật ngữ trung lập về giới tính. Bên cạnh đó, luật mới trao quyền nhận con nuôi và thừa kế cho những đôi đồng giới tương tự như những người dị tính theo AFP, Thái Lan là nơi thứ ba tại châu Á thông qua dự luật này sau Đài Loan và Nepal. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã luật hóa việc bình đẳng hôn nhân từ khi Hòa Lan làm điều này đầu tiên vào năm 2001. Hỏa tiễn Trung Quốc chạy bằng dầu lửa hạ cánh bất thành Deep Blue Aerospace, công ty vũ trụ tư nhân tại Trung Quốc, cho biết vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9, hỏa tiễn vận hành bằng dầu lửa tái sử dụng đầu tiên Nebula One đã thất bại trong chuyến bay thí nghiệm nhằm kiểm tra việc trở về bề phóng theo phương thẳng đứng ở độ cao lớn thuộc khu vực nội mông miền bắc Trung Quốc và bị rớt ở cuối hành trình theo Reuters. Phi thuyền vũ trụ của công ty tư nhân chế tạo hỏa tiễn đã hoàn thành 10 trong số 11 nhiệm vụ. Deep Blue Aerospace cho biết trong một tuyên bố, với ba động cơ đẩy được khởi động như bình thường và phóng Nebula One trên bầu trời cao, sau đó hai động cơ trên hỏa tiễn ngưng kết nối như đã được lập trình và hỏa tiễn bắt đầu hạ cánh. Nhưng khi Nebula One đang hạ xuống bể phóng, Hệ thống hạ cánh dở chứng và tiếp đất quá mạnh khiến cho phần trên cùng của hỏa tiễn bị gãy vì ngã qua một bên, còn phần vỏ thì bị bốc hỏa. Hình ảnh chụp lại buổi thử nghiệm đã cho thấy, các nhà đầu tư và phát triển hỏa tiễn cho biết, nhiên liệu thay thế như dầu lửa, khí metan và oxygen lỏng có thể giúp giảm bớt chi phí và cho phép phóng hỏa tiễn với môi trường sạch sẽ hiệu quả hơn. Một số công ty tư nhân mới chế tạo hỏa tiễn tại Trung Quốc từng thử nghiệm nhiều phi thuyền vũ trụ khác nhau trong năm 2023 nhằm chuẩn bị cho nhu cầu ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại tại Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh gắt gao với tham vọng hình thành một chòm sao vệ tinh thay thế cho Stalin của ông Elon Musk. Tin Việt Nam, người bạn ẩn danh ở Hoa Kỳ muốn cho bà Trương Mỹ Lan mượn tiền trả nợ. Ngày 24 tháng 9, trong phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết có một người bạn muốn cho bà Lan vay tiền để khắc phục hậu quả. Theo tờ báo trong nước tại tòa, thì luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang bào chữa cho bốn bị cáo, trong đó có Quốc Hockman Oliver, tổng giám đốc công ty An Đông, cho biết tòa nhà 29 đường Liễu Giai có 3 cổ đông góp vốn định giá là 2.112 tỷ đồng, là 85,8 triệu đô la, đang thế chấp vay ngân hàng 250 triệu đô la nên người bạn bí ẩn của bà Lan muốn thay mặt đại diện cho ba cổ đông trả 250 triệu đô la để trả nợ cho ngân hàng và cho bà Lan mượn 130 triệu đô la để khắc phục cho những nạn nhân ở vụ này. Lúc đầu bà Lan hiểu lầm là người này có ý muốn mua lại tòa nhà 29 liễu dài nên nói rằng tòa nhà này không phải của mình mà còn những người khác nên không trả lời được ngay bây giờ. Sau khi nghe luật sư giải thích, bà Lan đã lập tức trả lời, nếu vậy thì quá tốt, tôi hoàn toàn đồng ý bên cạnh đó đối với dự án 6a trung sơn huyện bình chánh sài gòn luật sư trang hỏi bà lan có đồng ý rằng người bạn bí ẩn này sẽ nộp khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng và bà lan đồng ý giao lại dự án 6a cho họ được hay không với dự án 6a tôi muốn tìm người có tiền thật và mua thật còn giá trị bao nhiêu tôi không quan tâm nữa bà lan nói theo bà lan dự án 6a không bị cơ quan điều tra kê biên Hiện ngân hàng SCB đang giữ giấy tờ pháp lý của dự án này, nhưng giữa bà Lan và SCB không có ký kết gì. Về giá trị dự án, bà Lan nói, bây giờ có những người bạn như thế này là rất quý. Bị cáo không đòi hỏi gì nhiều, nhờ luật sư nói với người bạn này, hãy cứ đi xem giá thị trường đi rồi thỏa thuận. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, tuy đang mang án tử hình và đang kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử giai đoạn 2, vụ phát hành trái phiếu khống với ba cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc, chú muốn nhờ Lăng Lộc tìm người thân. Anh Hải và các con tìm chú Thỏ, trước ở tại số 45 đường Nguyễn Đình Chiểu Sài Gòn. Các cháu cũng đã về Sài Gòn và đến địa chỉ cũ để tìm chú thím mà không gặp. Được tin này thì chú hãy gọi cho ba của con qua số điện thoại 774 641 8370 hay email cho địa chỉ rosalie1941@yahoo.com mong được tin chú sớm. Bảo Lộc xin được đọc lại số điện thoại của chú Hải là 774 641. 8370 và email là rosalie1941 at com Bà Lộc phòng Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, nghe hôm nay Hồng Loan có muốn gỡ gạt không? <laughs> gỡ hả? Gỡ không? Thua quá hả Bà Lộc? Đố mà những cái câu đố cũng hơi cao siêu, bởi vậy Loan khó suy nghĩ các phải không? Ừ, càng Này đố những câu đơn giản thôi. đơn giản hả Con đi, đố con gì nha. Rồi. Không bậy bạ nha, bình thường nha. Chỉ bằng hạt quýt dưới đích ngậm châu là con gì? 4 3 Bằng hạt 2, 2 1 Dưới đích ngậm châu ừ. Chỉ bằng hạt quýt dưới đích ngậm châu là con gì? Ngậm châu là có con trai đó 3 Con trai Phải không? Nhưng mà nó bự lắm, con trai nó bự lắm Ờ Cái này bằng hạt quýt à 4 3 2 1 ren hạt ngậm gì Ngậm châu hả là con gì à chỉ bằng căng à nha có này hồi bay được không bay được phải không chỉ bằng hạt quýt dưới rít nậm châu bay được con này hả đi bộ cũng được đi bộ cũng được nghĩa là bay được ừ. có cái con này không không phải ngậm mà nó sáng là con gì con đơm đốm con đom đóm ở dưới cái phần đít của nó sáng lên nó cái giống ừ. như là ngậm hạt ngọc vậy đúng ra là phần bụng nhưng mà ta cái dần á chỉ bằng hạt quýt dưới đít ngậm châu chính là con đom đóm chính xác ừ. mà ngày xưa người ta nói là thường đi ra ngoài đồng ngoài ruộng đó mà giữa ban đêm á bắt đom đóm bỏ vô cây đèn lồng đó để mà học bài đó có không nghe nghe trần minh khấu chú ngày xưa <laughs> hồi xưa đó mà mình nhớ bắt con đom đóm mà ừ. bỏ vô trong cái gì đó là nó chết đúng rồi nó chết ừ. nhưng mà mình phải biết cách nó phải để hơi chứ mà để mà kính quá là nó chết liền à đúng rồi chắc mà là hay hết đúng là thiên nhiên nó cũng lạ quá con con đom đớm nó đâu có xài điện đâu mà nó có đèn ta ngộ ừ. quá nó không có pin luôn không có pin luôn ừ. sống có đèn ngộ người quá. ta làm được pin là nhờ nghiên cứu từ con đom đớm mà vợ lộc <laughs> ngày hôm nay khoa học quá nó <laughs> vẫn <laughs> chơi cho vui cho quý vị bây giờ cái câu khác nó đi ừ. cũng là con con gì ở dưới âm ti vừa đi vừa khóc? Bốn. Ừ, cái bà, này quen quen nè. Hai. Một dế phải không? Hả? Con dế phải không? Nghe nó gái nó la nó kêu um dùm, với mà không biết nó ở đâu. Con dế. Chính xác. Ở dưới âm ti vừa đi vừa khóc chính là con dế. Mà người ta nói là nghe dế dế gái đó, nghe giống như âm ti địa ngục. Ờ. cái âm âm thanh cái âm thanh đó làm cho người ta thấy sợ nó gian dội gian dội mà buổi tối giữa mà được đồng trống hoặc là những trong góc nhà mà nó lỡ con dế nào mà nằm ở trong cái góc giường nó kêu á tối ngủ không khỏi được luôn ngủ. khỏi ngủ luôn á tối hôm qua ở dưới garage mình có tiếng dế kêu vậy hả à. Ờ. hên quá ngày hôm qua lộc không có bị ngủ ngoài gara <laughs> cái này chịu mua thôi quý vị ok ngày hôm nay lộc long kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thời yên vui và tràn đầy hạnh phúc long lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại